Người tới tìm ta có chuyện gì không? Người cứ nói thẳng ra đi. Người bạn già này của ta không thích vòng vo đâu. Vậy thì giảng bối xin nói thẳng, giảng bối đang áp giải một bọn phạm nhân để đến núi Trường Bạch. Nhưng mà số phạm nhân này dọc đường đột nhiên đều bị bệnh nặng. Nghe người trong giang hồ nói phải tìm được quỷ thủ thần nghi mới trị được loại bệnh lạ này. Nhưng mà chúng tôi không ngờ người được mời đến trước đó là một thần y giả. Thì ra trên giang hồ lão phu còn có chút danh tiếng nhỏ này sao? Hơn nữa còn có giá trị để mạo xưng à? Thần y này không có ý tốt, ông ta còn hạ độc với số bệnh nhân đó nữa. Thông qua sự chỉ điểm của bàn đại hiệp mới biết loại độc số bệnh nhân này trúng phải là thất nhật tán. Đoạn hồn dương à, huynh đệ, ta thấy tên tiểu tử kia hồ này là một người can trực, cho nên ta đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Chỉ có huynh đệ mới có thể giúp được hắn thôi. Hơn nữa thần y giả đó đã mượn danh hiệu của đệ để dối gạt người khác làm hại người đời. Có phải đệ cũng nên ra mặt? Bàn huynh đệ, đệ quy ẩn giang hồ, rời khỏi thánh thiên giáo là vì chuyện gì? Chắc là huynh vẫn còn nhớ chứ. Chuyện này làm sao huynh có thể quên được? Nếu đã là như vậy thì đệ còn quan tâm đến chuyện ai đó mượn danh nghĩa của đệ để làm chuyện sai trái làm gì nữa nào? Đệ còn ra mặt để giải quyết chuyện như vậy nữa không nào? Tiền bối, cho dù không vì danh tiếng của tiền bối mà vì mạng sống của mấy mươi người khác, chẳng lẽ tiền bối không có lòng trắc ẩn à? Lòng trắc ẩn với ai nào? Ngay cả người ta yêu thương nhất cũng không cứu được, làm sao có sức lực để lo lắng cho sự sống chết của ai nữa nào? Lòng trắc ẩn là cái thá gì? Ông, Chẳng lẽ nể tình huynh đệ chúng ta cũng không được à? Nể đến tình cảm thì giữa đệ và huynh cũng đã quen biết mấy mươi năm rồi phải không? Đúng vậy. Vậy thì đệ còn có một thói quen kỳ lạ, từng đặt ra ba nguyên tắc không chữa trị, huynh có biết không? Ba điều không trị sao? Điều này đặt ra từ lúc nào? Được định vào lúc nào thì không quan trọng đâu. Điều quan trọng là nếu đệ đã đặt ra nguyên tắc này thì đệ không muốn phá vỡ. Điều này dám hỏi tiền bối, cái gì gọi là ba điều không trị vậy? Một là không cứu hạ người gian ác, hai là không cứu quan quyền giàu sang, ba là không cứu người trong giang hồ. Ông, tiền bối không cứu kẻ trung kẻ gian, lại không cứu người trong giang hồ, như vậy không phải là không cứu bất cứ người nào rồi sao? Vậy thì sao nào? Nói nhảm. Sơ sở, sao tiểu thư ở đây? Phi hộ, trước tiên huynh đừng nóng ruột. Lời nói mọi người vừa mới nói ở đây muội đã nghe hết rồi. Chuyện này giao cho muội đi, nhất định được mà. Cô, chính là tôi đó. Tôi muốn nói đó là ba quy tắc chết tiệt gì của ông vậy? Rõ ràng dùng để dọa người ta thôi, đúng không? Tại sao cô nói vậy? Nói điều thứ nhất trước đi. Doãn Sở Sở này có tính tình ngang bướng, chuyện xấu đã làm nhiều không đếm nổi, miễn cưỡng cũng được xem là một người làm chuyện gian ác. Còn điều thứ hai, tôi là con gái của hình bộ thượng thư Doãn Chính Hào, hoàn toàn là một người trong gia đình quan quyền giàu sang rồi. Còn điều thứ ba, tôi thích nhất là chuyện chém giết. Vậy thì có được xem là người trong giang hồ không? Ông trả lời được rồi phải không? Thật ra tôi chính là đối tượng ba điều không trị của ông mà. Vậy thì tại sao ông còn cứu tôi? Ông cứu tôi làm gì? Ông nhìn đi, không phải tôi đã được ông trị khỏi hoàn toàn rồi sao? Lúc này khác với lúc đó. Ta đã nói rồi, có người ta sẽ chữa trị, có người ta không chữa trị. Ta muốn làm gì thì làm, không cần người ngoài đồng ý đâu. Cho nên tôi mới nói không có một không trị, hai không trị, ba không trị gì cả. Tóm lại ngày nào ông cũng có thể có ba điều không trị khác nhau. Trước đây còn có ba nguyên tắc không trị cho đàn bà gì nữa. Hôm nay sao lại như vậy rồi? Ngày mai thì ông lại có thể không trị cho mèo, không trị cho chó, không trị cho gia súc. Còn ngày kia còn nói đủ chưa? Chưa đủ đâu. Tôi muốn nói, loại người có máu lạnh như ông, tâm trạng lại không được ổn định. Nói không chừng ngày mai người đàn bà ông yêu thương có chết ở trước mặt ông cũng không cảm thấy đau lòng đâu.
Tóm lại ta nói không trị là không trị. Các người làm gì được ta nào? Này thần y, chết rồi. Quỳnh nói đi, tại sao ông ta dẫn đến như vậy? Chẳng lẽ Quỳnh nói quá đáng rồi sao? Sơ sở, tiểu thư còn chưa nói cho tại hạ biết sao tiểu thư ở đây. Ra là như vậy à? Thần y đã cứu tiểu thư. Đúng vậy, nhưng nói thật, muội không biết tại sao ông ta lại cứu muội nữa. Hay lắm. Nếu quả là như vậy thì chứng tỏ thần y này không phải là không có tình người rồi. Chỉ cần chúng ta bỏ thêm chút công sức cầu xin ông ta thì ông ta nhất định đồng ý chữa trị cho mọi người. Như vậy cũng chưa chắc đâu. Các người nghĩ xem, ngay cả giao tình với ta với hắn, hắn cũng từ chối như vậy rồi. Vậy thì còn điều gì hắn không làm được nào? Vậy thì phải làm sao đây? Hay là muội đến ăn nói đàng hoàng với ông ấy, không chừng sẽ có tác dụng. Muội dám chắc không? Không đâu. Nhưng trong khoảng thời gian muội dưỡng bệnh ở đây, muội có rất nhiều cơ hội gặp gỡ riêng với ông ta. Nhưng không biết tại sao lúc nào muội cũng cảm thấy trong lòng thần y có một loại tình cảm rất sâu đậm. Không biết đó là tình cảm gì, nhưng muội dám khẳng định ông ấy không phải loài người bụng dạ sắt đá đâu. Dĩ nhiên hắn không phải rồi. Hắn cũng như các ngươi thôi, cũng từng là người trẻ tuổi, cũng có tuổi xuân như các ngươi. Dĩ nhiên hắn cũng từng yêu một người đàn bà nào đó rất sâu đậm mà. Thật không vậy? Hiện giờ người đàn bà này chết rồi, hơn nữa còn chết trước mặt ông ta. Trời ơi, vậy thì những lời nói của muội nói trước mặt ông ta hôm nay, tiền bối mà nói cho con biết tình hình chi tiết thật ra là như thế nào. Chi tiết thì ông ta cũng không muốn kể nhiều. Cũng là thỉnh thoảng trong lúc ta uống rượu với ông ta, ông ta mới nói ra một ít. Tuy ta không biết đầu đuôi gốc ngọn, nhưng ta biết chuyện này là sự đả kích rất lớn đối với ông ta. Thậm chí còn làm ông ta phải rời khỏi Thánh Thiên Giáo rồi. Một nơi như Thánh Thiên Giáo thì có gì để cho ông ta lưu luyến? Con không cảm thấy chuyện này có thể nhận ra điều gì cả. Nhưng nếu giáo chủ Thánh Thiên Giáo chính là anh em ruột thịt của ông ta, mà ông ta vẫn cương quyết phản bội giáo phái để trời khỏi đó, như vậy thì có phải là chuyện lớn lắm không? Ông nói gì? Quỷ thủ thần y là huynh đệ ruột thịt của Nhậm Thiên Trường, giáo chủ Thánh Thiên Giáo à? Không sai. Tên thật của quỷ thủ thần y là Nhậm Thiên Phát, chính là em trai ruột của Nhậm Thiên Trường đó. Lần này muội không thể không đồng ý rồi. Vì một người đàn bà mà phản bội cả huynh đệ của mình, rời khỏi Thánh Thiên Giáo, thì ra thần y còn là một vị thánh trong tình yêu nữa sao? Có chuyện gì phải không? Tôi lúc ban ngày ở phòng khách, những lời tôi nói, nếu có điểm nào mạo phạm, ông phải bỏ qua cho tôi đó. Chỉ cần là vì ý trung nhân thì làm chuyện gì cũng đồng ý mà. Ta hiểu, ta hiểu chứ. Cô không cần xin lỗi đâu. Ta không trách cô. Nhưng mà cô muốn nói gì nữa vậy? Tôi, ta mệt rồi. Có chuyện gì ngày mai mới nói đi. Đúng rồi, ý trung nhân của cô và hảo huynh đệ của ta tối nay đều có chỗ ngủ chứ? Tôi đã thu xếp cho họ ở phòng khách rồi. Tốt lắm. Cô đã xem nơi này là nhà của cô, biết cách tiếp đại khách khứa giùm ta rồi. Tốt lắm, cô đi ngủ đi. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi sao? Cách ăn mặc của ngươi cũng nên thay đổi rồi đó. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Hay lắm. Trong nhiệm vụ lần này ngươi có biểu hiện rất tốt. Ngươi đã làm cho bọn người Lâm Phi Hồ sợ lắm rồi. Không ngờ danh hiệu của đứa em trai ruột thịt của ta có tác dụng như vậy. Quỷ thủ thần y. Thuộc hạ đã làm theo chỉ thị của giáo chủ, tháo dỡ tất cả căn nhà đó rồi, không để lại bất cứ dấu vết gì. Cho nên tiếp theo đây, nếu suy đoán của ta không nhầm, thì Lâm Phi Hồ kia nhất định sẽ cầu xin bà Ngạo giúp đỡ.
còn yêu cầu hắn đưa đi gặp quỷ thủ thần y chính hiệu nữa đấy. Theo hồi báo của thám tử, Lâm Phi Hồ và bà Ngạo đã rời khỏi đại đội rồi, chỉ là không biết họ đi đâu. Không cần nói nữa, họ nhất định đi tìm đứa em trai quỷ thủ thần y của ta rồi. Bà Ngạo ơi, bà Ngạo, cho dù đã giam ngươi trong đại lao, cho dù ngươi có được phóng thích ra ngoài biên cương, thì ta cũng không tha cho một tên tâm phúc đại quạ như ngươi. Ta đã hứa với Vạn Công Công là sẽ hợp tác để ngăn cản đại đội. Thực ra phần lớn các mục tiêu đều nhằm vào ngươi đó, bà Ngạo. Giám hội giáo chủ, bước tiếp theo chúng ta định làm thế nào? Tiếp theo đây, đến là lúc ta phải đích thân ra mặt rồi. Ta cũng phải đến thăm đứa em trai ruột thịt nhiều năm không gặp của ta rồi. Dù sao, máu mủ cũng hơn nước lã mà. Ta nghĩ, hắn sẽ giúp ta thôi. Đệ đệ, là huynh à? Tìm đệ có chuyện gì? Giờ đệ và Thánh Thiên Giáo không còn quan hệ. Đệ có thể gạt Thánh Thiên Giáo qua một bên, nhưng đệ với ta là người cùng một mẹ sinh ra. Dòng máu đang chảy trong người đệ với ta đều giống nhau. Điểm này đệ không thể phủ nhận. Thực ra huynh muốn nói gì? Huynh muốn để giúp huynh một việc. Hôm nay huynh đến đây không phải là với thân phận giáo chủ Thánh Thiên Giáo, mà với thân phận đại ca ruột của đệ. Chỉ cần đệ giúp huynh làm xong chuyện này, thì huynh bảo đảm huynh và Thánh Thiên Giáo không bao giờ xuất hiện trước mặt đệ nữa đâu. Chuyện gì vậy? Đệ đồng ý rồi sao? Chuyện này không khó đâu. Đó chính là... Quỳnh nói cái gì? Quỳnh muốn để giết bà Ngạo dùm Quỳnh à? Đúng vậy, chính là chuyện này. Quỳnh thấy bà Ngạo tin tưởng đệ như vậy, để đệ giết hắn chắc là dễ như trở bàn tay, dễ hơn Quỳnh đích thân ra tay nhiều lắm. Đệ cười gì vậy? Đệ cười gì à? Thì ra trong bao nhiêu năm qua Quỳnh không hề thay đổi. Con người ta quả là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Đệ đang ám chỉ điều gì? Đại ca, giữa huynh đệ chúng ta ăn nói còn phải ám chỉ, minh chỉ gì nữa sao? Xưa nay huynh hiểu đệ lắm mà. Đệ thích nhất là ngay thẳng, càng không muốn học chiêu giả dối của huynh đâu. Giả dối thì dễ nghe lắm rồi, nói khó nghe một chút chính là gian hiểm đó. Đệ, năm xưa khi đệ rời khỏi Thánh Thiên Giáo, một mặt là vì tâm trạng của đệ đã thay đổi, còn mặt khác là vì đệ không muốn sống trong hoàn cảnh đó nữa. Lúc đó khi đệ rời khỏi Thánh Thiên Giáo, những lời nói đệ đã nói với huynh, chẳng lẽ huynh quên hết rồi sao? Huynh với đệ là huynh đệ ruột thịt, quả thật đệ không muốn huynh tiếp tục trầm luân như vậy. Hư danh trong võ lâm gì đó, danh hiệu đệ nhất thần giáo gì đó, sau khi huynh chết đi, huynh có thể mang theo bao nhiêu nào? Trước đây đệ đã khuyên huynh đừng làm chuyện sai trái rồi, nhưng huynh không chịu nghe. Tối nay đến viếng, đệ cứ tưởng huynh đã tỉnh ngộ ra, không ngờ huynh còn muốn đệ giúp huynh làm chuyện thấp hèn như thế này nữa. Chuyện thấp hèn gì? Chuyện năm xưa đệ có thể quên, nhưng huynh thì không đâu. Lúc đó lão giáo chủ muốn tìm người tiếp quản, tư cách trong giáo phái chỉ có huynh và bà Ngạo là người có khả năng kế vị cao nhất thôi. Nhưng mọi người trong giáo phái đều hướng về hắn. Được lắm, nếu để cho hắn tiếp nhận ngôi vị giáo chủ cũng không nói đi, nhưng hắn lại quy ẩn ở rừng sâu, còn nói nhường lại vị trí giáo chủ để lại cho huynh nữa. Như vậy là thế nào? Để thấy không, hắn đã tự xem mình là người thanh cao như thế nào.
làm cho huynh phải xấu hổ như thế này, giống như nhặt được chức giáo chủ trong tay hắn vậy. Cơn giận này, cơn giận này. Nhưng vào lúc sau khi hắn rời khỏi giáo phái, không phải huynh cũng đã đem số giáo đồ ủng hộ hắn ra trừ khử hoặc giết sạch hết rồi sao? Huynh làm vậy còn có gì không thỏa mãn nào? Huynh cũng được làm giáo chủ Thánh Thiên giáo yên ổn nhiều năm rồi, không phải sao? Làm được càng lâu, làm được càng vững thì huynh càng không yên tâm. Nếu một ngày nào đó Bàn Ngạo vẫn theo bọn giáo đồ cũ đó trở về thì huynh... Chỉ vì một lý do đơn giản như vậy mà huynh muốn đệ giết hắn à? Dĩ nhiên không phải rồi. Huynh nói cho đệ biết, huynh hận hắn. Huynh hận hắn bất cứ chuyện gì cũng giỏi hơn huynh. Huynh hận hắn bất cứ chuyện gì cũng nghĩ thoáng hơn huynh. Người này gọi là thiên địch đó, đệ hiểu không? Chỉ cần một ngày hắn chưa chết thì hắn không bao giờ tha cho huynh đâu. Là bản thân huynh không tha cho bản thân huynh thì đúng hơn. Đại ca, huynh không muốn nói nhiều nữa. Một câu thôi, để giúp huynh hay giúp hắn nào? Xem ra để có nói nhiều hơn cũng không có tác dụng gì rồi, đúng không nào? Đại ca, huynh với đệ chí bất đồng, đạo bất hợp, hẹn ngày gặp lại. Được, để không giúp huynh, huynh sẽ tự nghĩ cách. Bà Ngạo, ta nhất định phải lấy mạng người. Bà Ngạo, người chết chắc rồi. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, buổi tỉnh lại đi. Tuyết Nhi, đại sư huynh, muội ra đây một mình làm cho huynh nóng ruột lắm. Muội, muội khát nước mà, muốn uống nước nói với huynh được rồi. Huynh ở ngay bên muội mà. Muội thấy huynh ngủ ngon như vậy, nhất định là mệt lắm rồi. Cho nên muội không muốn làm cho huynh thức giấc. Muội lại không tìm được Phi Hồ. Muội cứ tưởng muội có thể tự mình ra đây, đi đến đây, uống nước xong thì sẽ trở về. Nhưng không ngờ muội vô dụng như vậy. Huynh vô dụng mới đúng. Huynh không chăm sóc muội cẩn thận. Đừng nói như vậy. Muội thấy muội phải cảm ơn huynh mới đúng. Mấy hôm nay Phi Hồ hoàn toàn không có đến thăm muội, chỉ có huynh. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Huynh về, muội về. Xinh đẹp thật. Theo cách nói của bà Ngạo, triệu chứng trong ngày thứ tư của thất nhật tán là hôn mê. Dương đại ca nhìn đi, hoàn toàn đúng rồi. Làm sao bây giờ? Không biết bên phía Phi Hồ tiến hành thế nào nữa. Phi Hồ nhất định phải thuận lợi lấy được thuốc giải mới được. Nếu không, số bệnh nhân này ngày mai khắp người đều phải nổi mẩn đỏ rồi. Ngày kia thì nóng nảy, sau đó sẽ mất hết sức lực. Ngày thứ bảy thì...
Bây giờ chúng ta chỉ còn cách cầu xin ông trời phù hộ thôi. Nguyên ca ca, để huynh có linh thiêng hãy phù hộ Phi Hồ, phù hộ mọi người, để bọn muội hoàn thành nhiệm vụ lần này thuận lợi đi. Suốt đêm qua huynh không ngủ à? Làm sao huynh có thể ngủ được? Thần y không hứa trị bệnh cho số bệnh nhân đó. Không lâu sau thì nhiệm vụ này không thể hoàn thành rồi. Trong tay huynh có nhiều mạng sống như vậy, nhưng huynh chỉ có thể mở mắt đứng nhìn họ phải đau khổ, không giúp được gì. Phi Hồ, huynh đừng nóng ruột. Lát nữa để muội đi thăm dò xem tâm trạng của ông ta có tốt hơn không. Thật ra tối qua mùi muốn mở miệng với ông ta rồi, nhưng mùi cảm thấy không khí hình như không được thích hợp lắm, cho nên mùi xin lỗi nha. Mùi nói gì vậy? Chuyện này không liên quan gì đến mùi mà sao lại xin lỗi? Sơ sở à, huynh phải nói một câu thật lòng rồi. Có mùi ở đây làm bạn với huynh, quả thật huynh cảm thấy như có thêm một luồng sức mạnh đó. Có câu nói này của huynh thì dù thế nào mùi cũng không khoanh tay đứng nhìn đâu. Cảm ơn mùi. Ai bảo chúng ta là bạn thân của nhau? Bạn thân? Đúng vậy, mày là có một người bạn thân như muội ở bên cạnh huynh rồi. Xin lỗi, vì không có đóng cửa nên ta mới vào đây như vậy đó. Không sao đâu. Hai người nghĩ ra cách nào để giải quyết vấn đề chưa? Vẫn chưa. Ta thì nghĩ ra một cách rồi. Là cách gì? Người bạn già này của ta có một sở thích, đó chính là đánh cờ. Cho nên ta nghĩ chúng ta hãy đặt ra một thế cờ đi, sau đó hai người giả vờ đánh cờ với nhau, hơn nữa còn phải đánh đến rất kỳ cứng. Người bạn già này của ta nhất định không nhịn nổi sẽ đến tham gia. Trong lúc này thì sẽ do Sơ Sở đứng ra nói chuyện, chẳng hạn nói là phải quyết một ván thắng bại gì đó, người thua phải hứa làm một việc cho người thắng. Như vậy nếu người bạn già của ta thua thì chúng ta sẽ đưa ra yêu cầu muốn hắn đi trị bệnh. Hắn là một người ăn nói có tín nhiệm, không đứa nào không đồng ý đâu. Nhưng mà kỳ nghệ của Tài Hạ bình thường, nếu thần y là cao thủ thì sao? Tài Hạ không nắm chắc phần thắng đâu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đứng cạnh giúp đỡ ngươi, chỉ điểm cho ngươi. Vậy tại sao tiền bối không đích thân đánh với ông ta một ván đi? Đối với ta hắn sẽ có đề phòng, nếu để ta đứng ra mở miệng thì chưa chắc hắn đồng ý đâu. Cho nên lát nữa ta sẽ ra ngoài, hai người hãy giả vờ đánh cờ với nhau, ta giả vờ đi ngang, tình cờ ta sẽ là một người đứng bên cạnh để xem, sau đó chỉ điểm cho ngươi. Chiêu này có được không vậy? Không biết nữa, nhưng dù sao cũng phải thử. Thôi được rồi, như vậy chắc vui lắm. Đến rồi. Được rồi, đánh đi, đánh đi. Đoạn Giang, ra xe đi. Phi Hồ đại ca quả là rất lợi hại, mùi xin chịu thua. Nếu nói đến kỳ nghệ thì dưới bầu trời này không có người nào hơn huynh rồi. Có nhà hứng như vậy à? Đánh cờ à? Phi Hồ huynh đệ, tặng cho đệ điều này. Tên trộm giặc này, để hãy đưa hắn về đi. Người đến đây trộm thuốc của ta đều không có kết cục tốt đâu. Không phải bị băm ra ném xuống hồ cho cá ăn thì sẽ trở thành vật thử nghiệm thuốc mới của ta đấy. Bây giờ ta giao hắn lại cho đệ nguyên vẹn. Sĩ diện này lớn lắm rồi phải không? Đoạn Giang này không phải người tham sống sẽ chết. Lần này không cứu được vợ con, ta chết cũng không quán trách. Ngươi không cần phải làm điều gì ở đây đâu. Đoạn Giang, không được vô lễ. Cảm ơn ơn không giết của thần nghi. Miễn đi. Nhưng mà hai người đang làm gì? Đánh cờ đó. Ông biết không, Phi Hồ đại ca lợi hại lắm, là đệ nhất võ sĩ ở Trung Nguyên như huynh ấy, đánh khắp thiên hạ mà không có địch thủ. Đang buồn vì không có người đánh bại huynh ấy, làm cho tâm trạng huynh ấy không được tốt. Ông có hiểu được cảm giác ở nơi cao như vậy không? Thật không vậy? Kỳ nghệ của Phi Hồ huynh đệ cao siêu như vậy à? Tất nhiên rồi. Ông có hứng thú để so tài không nào? Được thôi. Được, vậy thì nói trước. Nếu đây là so tài thì chúng ta phải giao trước với nhau. Thứ nhất, không được làm mất hòa khí. Thứ hai, người thua thì phải hứa làm một chuyện cho người thắng.
Được thôi. Đang đánh cờ à? Phi Hồ, người to gan lắm, còn dám khiêu chiến với thần nghĩ sao? Người nên biết, ngoài ta ra, hắn chưa từng thua bất cứ ai đó. Vậy để chứng tỏ thành ý của ta, trước tiên ta sẽ thả Đoạn tiên sinh. Đi đây này. Thần y quả nhiên cao minh. Chiếu tướng. Tôi đã nói rồi mà, Phi Hồ, e rằng kiếp này Quynh không thể nếm được mùi thất bại rồi. Nhưng mà không sao, dù sao thần y cũng đã thua rồi. Người thua thì phải hứa làm một chuyện cho người thắng đó. Cho nên chuyện tại hạ muốn xin thần y giúp đỡ là đợi một lát. Đợi một lát. Ai nói ta thua? Quynh đệ, Quynh không thể y lớn hiếp nhỏ đâu. Xem cờ không nói mới là quân tử. Lúc nãy Quynh không có nói câu nào cả mà. Nhưng nếu đệ không muốn thừa nhận thì Quynh phải đứng ra nói chuyện rồi. Ông không phục thua sao? Ta là loại người đó sao? Thua thì thua, nhưng ta nghĩ ta không phải thua cho tiểu Quynh đệ Phi Hồ đâu. Đoạn tiên sinh à, xin tiên sinh đem quân cờ lúc nãy đã lấy cắp đưa ra đây đi. Cho nên nếu thêm con cờ này vào, Phi Hồ huynh đệ, đệ cảm thấy còn có thể lấy được con tướng của ta không? Không không, ta nên hỏi bạn huynh mới đúng. Tại vì từ đầu đến cuối bạn huynh lúc nào cũng vẽ qua vẽ lại trên lưng Phi Hồ huynh đệ. Chẳng lẽ trên lưng Phi Hồ huynh đệ cũng có một bàn cờ sao? Ta biết mọi người đang mưu tính gì rồi, nhưng mà xin lỗi, ta đã nói rồi, không thể thu hồi đâu. Này, đợi đã, làm sao bây giờ? Còn không phải tại ông sao? Càng giúp càng bận, còn ăn cắp cờ gì nữa không biết, còn trách ta sao? Phi Hồ, Phi Hồ, để mùi đi an ủi thần y một lát, luôn tiện năn nỉ ông ấy để xem có tác dụng gì không. Được rồi. Thần y, tại sao không có đây vậy? Những người trúng phải thất nhật tán, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, thêm ba ngày nữa thì họ đều phải chết hết. Làm sao đây? Tại sao người này giống ta đến như vậy? Đây không phải là mẹ của ta sao? Linh Nhi, đây không phải là khuê danh của mẹ ta sao? Thì ra lúc sanh thời giữa mẹ mình với thần y còn có một mối tình như vậy. Như vậy cũng có nghĩa là người đàn bà làm cho thần y phải thay đổi cuộc đời của mình mà bà Ngạo đã nói chính là mẹ của mình rồi sao? Như vậy đây cũng có nghĩa là nguyên nhân tại sao thần y phải cứu mình rồi. Mụi có cách rồi, có cách rồi. Cách gì vậy? Thời gian rất cấp bách, mụi không kịp giải thích cho mọi người nhiều như vậy. Nhưng tối nay mụi phải giải quyết chuyện này. Mụi muốn mọi người giúp mụi một việc. Đoạn Gia, ông mau đến thị trấn gần đây để mua một bộ đồ đàn bà cho tôi. Nhớ đó, đừng chọn kiểu của người dân bình thường, phải chọn kiểu thê thiếp nhà quan quyền giao sang mặt đó. Ta biết rồi. Sơ sở, mụi muốn làm gì? Mụi đừng hỏi nữa. Tóm lại nghe lời mụi là không sai đâu.
Linh Nhi, Quỳnh còn nhớ muội không? Sao Quỳnh có thể quên muội được? Trong bao nhiêu năm qua, không có khoảnh khắc nào Quỳnh quên muội đâu. Vậy thì Quỳnh còn nhớ muội chết như thế nào không? Muội chết trước mặt Quỳnh. Trước khi chết, cũng không để cho Quỳnh cứu muội. Chính vì Quỳnh là người của Thánh Thiên Giáo, điều này rất bất công với Quỳnh. Muội biết không? Vì muội, Quỳnh đã rời khỏi Thánh Thiên Giáo rồi. Vậy thì tại sao Quỳnh còn thấy chết không cứu vậy? Quỳnh thấy chết không cứu à? Con gái của muội đã nói cho muội biết Quỳnh đã cứu nó. Muội cảm kích Quỳnh lắm. Nhưng chuyện đứa con rể tương lai của muội, Quỳnh cũng không thể không lo lắng đâu. Con rể tương lai? Đúng vậy, Lâm Phi Hộ chính là con rể tương lai của muội. Năm xưa Quỳnh không cứu được muội, hối hận lắm phải không? Hôm nay ông trời đã cho Quỳnh một cơ hội chuộc tội rồi. Trước tiên Quỳnh cứu con gái của muội, sau đó sẽ cứu con rể của muội. Đây là điều sắp xếp của ông trời, Quỳnh không được làm trái ý. Ý trời đó. Này, Nhậm Thiên Khoát, Quỳnh đừng đi. Muội vẫn chưa nói hết mà. Thật ra Quỳnh có giúp không vậy? Thất Nhật Tán đó khó chịu lắm đấy. Này, Sở Sở, sao muội ăn nói lung tung? Cái gì mà con rể với không con rể? Vậy thì Quỳnh nói đi, muội có thể lấy lý do gì nào? Bịa ra chút quan hệ họ hàng thì dễ giải quyết hơn mà. Đây chỉ là kế quan hệ thôi, Quỳnh đừng suy nghĩ nhiều nha. Chỉ sợ người suy nghĩ nhiều là bản thân cô thôi. Ông nói gì vậy? Ta không so đo với ông nữa. Ta đi xem thần y đi, để xem chuyện này có hiệu quả không. Khoan đã, thay y phục này ra đi. Ăn mặc như vậy làm sao có thể đến gặp người ta được chứ? Muội biết rồi. Có hy vọng không vậy? Thần y, tại sao ông nhìn tôi như vậy? Ta nghĩ có rất nhiều chuyện là ý trời đó. Ý trời? Ý trời kêu ta phải cứu cô. Ý trời để cho ta được làm bạn thân với bà Ngạo. Ý trời muốn ta phải nhúng tay vào chuyện này. Chuyện nào vậy? Chuyện của ý trung nhân cô đường đấy. Thật không? Ra rồi kìa. Hảo huynh đệ, xem ra y thuật của đệ đã tiến bộ nhiều lắm. Chỉ mang theo một hành trang như vậy thôi, không cần mang theo thảo dược gì nữa. Nói thật nha, tuy Thất Nhật Tán còn có tên gọi đoạn hồn dược, chắc chắn độc tính rất khó giải, cho nên đệ phải quan sát tất cả bệnh trạng của bệnh nhân mới có thể kê thuốc. Nếu không, một khi kê không đúng thì bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ mất mạng đó. Cảm ơn thần y. Phiền thần y đi ngay trong đêm. Thời gian qua là cấp bách lắm rồi, cho nên nếu ta đã đồng ý thì ta sẽ miễn hết những điều này mà. Đừng khách sáo nữa. Được rồi, đi nhanh lên đi. Sơ Sở, muội có cách lắm đấy. Quả nhiên đã mời được ông ấy rồi. Còn không phải sao? Giáo chủ, theo thu xếp của giáo chủ, thuộc hạ đã phái rất nhiều tinh binh ẩn náu ở nơi cư trú của quỷ thủ thần y rồi. Hay lắm. Ta nghĩ dựa vào thói quen của em trai ta, hắn nhất định là khám bệnh trước, sau đó mới kê toa. Trong khi một mình hắn trở về kê thuốc thì ta sẽ bắt hết bọn chúng.
Giáo chủ à, diệu kế đó. Làm như vậy không những giết được tên tiểu tử Lâm Phi Hồ, mà đồng thời cũng giải quyết được Bà Ngạo. Mỗi tâm phúc đại quả này, cái của giáo chủ quả nhiên là một đá hai chim. Nếu tinh binh của giáo phái chúng ta đã chuẩn bị đâu vào đấy, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị thôi. Ta muốn đích thân ra mặt, ta muốn chính tay ta giết chết Bà Ngạo. Đại sư huynh, có phải muội sắp chết rồi không? Ngốc à, huynh không để muội chết đâu. Nhưng bây giờ muội cảm thấy rất khó chịu, muội không có sức lực gì cả, hoàn toàn không còn sức lực gì. Thật ra muội đã mắc bệnh gì rồi? Huynh nói cho muội biết đi. Được rồi, đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi. Nếu muội chết, ít ra còn có huynh ở bên cạnh mà. Dù sao muội cũng yên tâm hơn. Phi Hồ, bận đến như vậy sao? Ngay cả thời gian đến thăm muội cũng không có à? Bây giờ đã là ngày thứ năm rồi. Phi Hồ họ, em giờ huynh biết rồi. Lúc nãy khi huynh nhìn thấy Phục Long đang mê man, hơn nữa trên người đã nổi mẩn đỏ. Thế như Bà Ngạo đã nói, đây là triệu chứng của ngày thứ năm rồi. Quả thật huynh không biết, nếu hôm nay Phi Hồ vẫn chưa về, thì ngày mai chúng ta sẽ đối mặt với số bệnh nhân này như thế nào đây? Từ Âm, Thư Nhung, Phi Hồ, Phi Hồ, thế nào? Cuối cùng đã về rồi sao? Đúng vậy. Đại tiểu thư, sao tiểu thư ở đây? Từ Âm tỉ tỉ, chuyện dài dòng lắm, để sau này mình mới giải thích cho hai người biết. Đúng vậy, mong mời thần y vào nhà, trị bệnh quan trọng hơn. Đúng vậy Phi Hồ, mời qua mình nói xem thử. Được, thần y, mời vào trong. Ân đại ca, sợ sợ, sao tiểu thư ở đây? Chuyện dài dòng lắm. Tuyết Nhi, tại sao Tuyết Nhi cô nương ở đây vậy? Cô ta không phải đang... Không phải Phi Hồ đã mời cô ta về phái Tuyết Sơn rồi sao? Đúng vậy. Thật ra mụ ấy muốn về phái Tuyết Sơn, nhưng đi được nửa đường thì đã mắc bệnh. Tài hạ đưa mụ ấy về đây đó. Vậy à? Đại sư huynh, ai vậy? Sợ sợ đó. Đúng rồi, Tuyết Nhi à, tôi và Phi Hồ đã mời được thần y về đây rồi. Cô đừng lo, lần này thần y nhất định trị khỏi bệnh cho cô mà. Cô với Phi Hồ cùng đi mời thần y à? Cũng không thể nói như vậy đâu. Tóm lại dựa vào sức lực của hai chúng tôi, nên lần này thần y mới chịu đến đây đó. Cô yên tâm đi. Trước đó tôi cũng như cô vậy, đã mắc phải bệnh lạ gì đó. Kết quả thuốc của thần y trong một lúc đã trị khỏi cho tôi rồi. Vậy thì tốt quá. Trời ơi, Ân đại ca, cậu của Tuyết Nhi. Đây chính là thất nhật tán. Bây giờ triệu chứng của ngày thứ năm rồi. Thần y đâu? Ông ta sẽ đến ngay. Đang ở chỗ phạm nhân. Thần y, thế nào? Giờ con tôi còn cứu được không? Đừng nóng ruột. Sau khi ta khám hết bệnh tình của tất cả mọi người, tự nhiên sẽ có kết luận thôi. Ông hãy bình tĩnh đi. Đoạn Giang, ông đừng nóng ruột. Không dễ dàng gì chúng ta mới mời được thần y chính hiệu về đây. Ông phải tin tưởng ông ấy mới được. Nếu không, ông hồi hộp như vậy, mọi người sẽ lo sợ hơn đó.
Còn bệnh nhân nào không? Hết rồi. Thần y à, vậy bọn người này phải dùng thuốc gì? Làm thế nào mới khỏe lại đây? Thực ra thế nào rồi? Này, thần y. Hay lắm. Chỗ ở của đứa em trai này quả là có một chút khí chất thế ngoại cao nhân đó. Được lắm, tốt lắm, không có hạt bụi nào. Đúng vậy, đây là một nơi rất tốt để giết người đó. Không sai, lời nói của Âu Dương Lệnh Chúa nói rất đúng. Nơi này chỉ là nơi chôn thân của bà Ngạo rồi. Người đâu? Dạ. Bố trí ngay đi. Chuẩn bị theo sự sắp xếp của Âu Dương Lệnh Chúa đi. Một khi bà Ngạo trở về thì hãy bắt hắn lại, băm thành ngàn mảnh ngay. Dạ. Ông sợ sợ, bộ đừng đóng ruột mà. Bộ phải làm rõ chuyện này mới được. Ông nói gì đi chứ? Cứu được cũng vậy, không cứu được cũng không sao mà. Dù sao ông cũng không thể tiếp tục như vậy đâu. Ôi, ông làm cho người ta nóng ruột lắm đó. Cô không cần nóng ruột như vậy, chỉ là ta không dám chắc lắm. Thần y, có chuyện gì thần y cứ nói ra đi. Nếu đã trúng phải Thất Nhật Tán thì ta đã có thuốc giải độc môn trong tay rồi. Nhưng trước lúc đó họ đã nhiễm chướng khí. Hơn nữa thần y giả kia lại không thanh trừ số chướng khí đó cho họ. Cho nên bây giờ trong cơ thể người bệnh có hai luồng độc khí đang va chạm với nhau. Ta phải tìm ra loại thảo dược khác mới được. Sau khi thảo dược này được bào chế ra, có tác dụng hay không ta vẫn không biết. Vì vậy nên ta còn đang suy nghĩ, thực ra có nên để cho số phạm nhân này dùng loại thảo dược này hay không. Tóm lại là không tìm được loại thảo dược đó, cũng không có cách nào để cứu bọn người này rồi mà. Đúng vậy. Vậy thì trị cho người chết như người sống đi. Phi hồn, không được trì hoãn nữa đâu. Một khi đã đến 7 ngày thì số phạm nhân này không sống nổi đâu. Vậy thì tại sao không để cho họ dùng thử loại thuốc này đi? Thần y, vậy thì làm phiền thần y tìm loại thuốc giải này giùm chúng tôi đi. Thần y à, có chuyện gì thần y cứ nói ra đi. Nếu đã trúng phải Thất Nhật Tán thì ta đã có thuốc giải độc môn trong tay rồi. Nhưng mà trước lúc đó họ đã nhiễm chướng khí. Hơn nữa thần y giả kia lại không thanh trừ số chướng khí đó cho họ. Cho nên bây giờ trong cơ thể người bệnh có hai luồng độc khí đang va chạm với nhau. Ta phải tìm ra loại thảo dược khác mới được. Sau khi thảo dược này bào chế ra có tác dụng hay không ta cũng không biết. Vì vậy nên ta còn đang suy nghĩ, thật ra có nên để cho số phạm nhân này dùng loại thảo dược này hay không. Tóm lại là không tìm được loại thảo dược đó, cũng không có cách nào để cứu bọn người này rồi. Đúng vậy. Vậy thì trị cho người chết như người sống đi. Phi hồ à, không được trì hoãn đâu. Một khi đã đến 7 ngày thì số phạm nhân này không sống nổi đâu. Vậy thì tại sao không để cho họ dùng thử loại thuốc này? Thần y à, vậy thì làm phiền thần y tìm loại thuốc giải để giúp chúng tôi. Muốn điều chế ra loại thuốc này phải có ít thời gian và nhân lực. Nếu người đồng ý, ta chuẩn bị dẫn theo sơ sở cô nương và bà Ngạo để chúng ta lên núi hái thuốc, sau đó trở về chỗ của ta để bào chế thuốc. Chuyện này phải mất bao nhiêu thời gian? Trễ nhất là vào sáng ngày thứ bảy, ta nhất định sẽ mang thuốc đến đây. Sao vậy? Ông muốn bà Ngạo đi với ông à? Nhưng vậy không được đâu. Bà Ngạo là trọng phạm triều đình, nếu không có người áp giải thì không. Thương Nhung, để đồng ý cho đi đó. Để tin bà Ngạo sẽ trở về mà. Huống hồ giữa bà Ngạo và thần y còn là bản thân nhiều năm, họ cũng hợp ý với nhau lắm mà. Nhất định có thể gia tăng tốc độ bào chế thuốc lên. Cho nên để cho ông ấy đi đi. Không sai. Được rồi, chúng ta không nên mất thời gian nữa. Xuất phát ngay đi. Thần y bà ba, bà phụ không phải trở về hái thuốc sao? Ta chính là muốn hái thuốc ở đây đó. Trên ngọn núi này có một loại cỏ có thể hóa giải hai loại độc này. Vậy sao? Thì ra là như vậy. Đường lên ngọn núi này rất gồ ghề. Hơn nữa ta cũng không biết loại cỏ này tập trung ở nơi nào.
Bàn huynh, màu sắc loại cỏ này có màu xanh tím, dưới nắng thỉnh thoảng sẽ là màu đỏ. Bây giờ để đứa sẽ sở một nhóm, để đi hướng đông, huynh đi hướng tây. Trước hoàng hôn chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Được rồi. Được. Ông đang nhìn gì đó? Giống thật. Cô tưởng cô đã gạt được ta sao? Cái gì? Giọng nói của cô hoàn toàn khác với giọng nói của Linh Nhi. Cô nhận thấy tới hôm đó cô đã gạt được ta rồi sao? Ông... Thì ra ông đã biết từ lúc đầu rồi à? Vậy thì tại sao còn trị bệnh cho họ? Đó là vì một câu nói cô đã nói hôm đó. Ý trời an bài để cho ta cứu được. Ý trời an bài cho cô có quan hệ sâu đậm với Phi Hồ. Ý trời an bài cho ta phải can thiệp vào chuyện này. Làm sao ta có thể thoát được? Xin lỗi, tôi không nên gạt ông mới đúng. Thôi đi. Nhưng mà tại sao cô biết chuyện của ta với mẹ cô? Thật ra giữa ông với mẹ tôi có chuyện gì? Ông nói đi chứ. Không ngờ mẹ của tôi cũng có một câu chuyện phong lưu như vậy. Mẹ của cô xưa nay không hề làm chuyện có lỗi với cha cô. Thôi đi, chúng ta mau tìm lại cỏ đó đi. Câu chuyện này sau này ta sẽ kể cho cô biết. Sợ sợ, hãy đến dưới gầm giường ta, trong đó có một cuốn y thư lấy ra đây. Lát nữa đi chơi thuốc, ta cần đến cuốn sách này. Ông tin tưởng tôi như vậy à? Con A Đầu này, đã là lúc nào rồi mà còn dở trò này nữa? Mau đi đi, trong tay chúng ta đang nắm giữ rất nhiều mạng sống đó. Bằng huynh, chúng ta đến phòng luyện đơn chuẩn bị đi. Được. Quỷ thủ chứng giải. Đây là y thư gì vậy? Đây là mê tân hương. Mê tân hương à? Chẳng lẽ là loại thuốc mê chỉ cần ngửi qua thì không thể đi quá trăm bước sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ nó chính là thuốc giải của Thất Nhật Tán à? Chúng ta chủ yếu dùng phải là dùng số cỏ được hái ở trên núi hôm nay. Thêm vào đó với số thảo dược 7749 loại hiện có của đệ, mới có thể trừ tận gốc độc tính của Thất Nhật Tán. Nhưng trên người tất cả bệnh nhân bây giờ còn có một ít chứng khí, cho nên phải cộng thêm thuốc viên của mê tân hương này để điều hòa lại. Sau khi uống 3 lần thì độc tính còn lại trên cơ thể mới thanh trừ được. 7749 loại thảo dược, nhiều như vậy sao? Hơn nữa mỗi một loại thảo dược đều không được quá liều. Chỉ cần ít hoặc nhiều một chút thì hai loại độc trên người bệnh nhân sẽ không có cách nào tống ra ngoài, thậm chí còn có nguy hiểm. Độc phát công tâm, chết ngay từ đó. Điều này cho nên để mới mời huynh và sợ sợ đến đây giúp đệ. Sợ sợ đâu? Để kêu cô ta đến phòng đệ để lấy cuốn y thư đó. Sao lâu như vậy? Thôi đi, trước tiên chúng ta hãy tìm 49 loại thảo dược đó ra đi. Nhậm Thiên Tường, huynh tới đây làm gì? Đệ tốt của huynh, huynh kêu đệ giúp huynh, đệ không giúp, nên huynh chỉ còn cách tự ra tay thôi. Dù sao huynh cũng không thể để cho người khác nói giáo chủ này bất tài. Huynh, thì ra thần y giả kia là ngươi giả dạng à? Âu Dương Truy Nguyệt Khắc Kỳ Lệnh Chúa của Thánh Thiên Giáo, xin xem kiến bằng ảo tiên sinh Tiền Bạch Kỳ Lĩnh Chúa của Thánh Thiên Giáo. Cái gì mà Bạch Kỳ Lĩnh Chúa? Thành nói cho người biết,
ta không còn quan hệ gì với Thánh Thiên Giáo rồi. Sao lại nói như vậy? Bà Ngạo, lâu lắm không gặp rồi. Ông nghĩ ông đã giấu mình trong đại lao thì ta không thể tìm được ông sao? Nhậm Thiên Tường, tại sao người phải ép buộc ta như vậy? Thật ra ta không có mục đích gì khác. Ông biết mà, đinh trong mắt, gai trong thịt, nếu không rút ra thì sống không thoải mái đâu. Đại ca, huynh đừng quá đáng như vậy. Dựa vào tiếng đại ca này, huynh nhận câu nói này của đệ đó. Từ đầu tới cuối, lúc nào huynh cũng xem đệ như đệ đệ ruột của huynh mà. Cho nên trong chuyện này đệ không cần nhúng tay vào đâu. Sau khi lấy được mạng chó của bà Ngạo thì huynh sẽ rời khỏi đây ngay, tuyệt đối không làm khó đệ đâu. May là võ công của người này không cao lắm nên mình mới có thể tự giải quyết. Tuy hai ta cùng cha mẹ sinh ra, nhưng để thấy trước sau gì huynh cũng không hiểu cá tính của đệ. Đại ca, huynh nhận thế đệ sẽ để cho sinh tử chi gia của đệ mất mạng trước mặt đệ sao? Đôi khi quả thật huynh không hiểu đệ. Thật ra huynh đệ ruột thịt thân hơn hay là một huynh đệ giả thuần túy chỉ được xưng là huynh đệ thân hơn? Hảo huynh đệ, đệ đừng dấy vào ao nước đục này. Có được câu nói này của đệ thì đã đủ rồi. Bà Ngạo này kết giao với một người bạn như đệ không uổng công chút nào. Chuyện với huynh với Nhậm Thiên Trường tối nay hãy để chúng tôi kết thúc triệt để đi. Bạn huynh, huynh cũng xem thường Nhậm Thiên Khoáng này lắm rồi. Tuy đệ đã trút khỏi giang hồ, nhưng đối với chuyện bất bình này, đệ vẫn rất có hứng thú ra tay giúp đỡ. Quỷ thủ thần y, y thuật của ông thì được lắm, nhưng kiếm pháp của ông thì Âu Dương Truy Nguyệt này chưa chắc thua đâu. Ta khuyên ông nên, ai cần ngươi nhiều chuyện. Lôi thôi thật, dù nói thế nào hắn cũng là đệ đệ ruột của Nhậm Thiên Tự này mà. Lúc nào mới tới lượt hạng kẻ dưới như ngươi nhiều lời đây nào? Giáo chủ, thuộc hạ chỉ là ngươi còn nhiều lời à? Dạ. Đại ca, cảm ơn huynh còn nhớ đến tình cảm huynh đệ của chúng ta, nhưng huynh nên hiểu cá tính của đệ. Nếu huynh không cho đệ nhúng tay vào chuyện này thì điều đó tuyệt đối không được rồi. Dù sao hai đối với hai, ai thắng ai bại vẫn còn là bầu trời chưa được định mà. Đệ nhận thấy hai đối với hai sao? Đệ đừng quên, đại ca của đệ là giáo chủ Thánh Thiên Giáo, ra khỏi cửa có đi nào không dẫn người theo nào? Không đúng, nếu đã có người điểm huyệt mình thì thần y họ cũng nguy hiểm rồi. Không được, mình phải qua đó xem thử mới được. Côn đồ to gan, có biết ta là ai không? Còn dám ra tay ra chân trước mặt bổn thiếu thơ, coi chừng ta sẽ để ngươi ăn không được ôm bụng mà chạy đó. Ta còn tưởng là ai nữa, thì ra là đại tiểu thư của thượng thư phủ. Không phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Thì ra là tên xấu nhất của Thánh Thiên Giáo. Lần trước ngươi dùng thủ đoạn đê tiện đó làm cho ta hôn mê, món nợ đó ta còn chưa tính với ngươi mà. Hôm nay ta sẽ tính hai món nợ này một lượt mới được. Dù sao ngươi đã biết ta là đại tiểu thư của thượng thư phủ rồi, đắc tội với ta thì cha ta nhất định không tha cho ngươi đâu. Còn về bà Ngạo, ông ta cũng là khâm phạm thượng thư phủ ta đang áp giải. Nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc của ông ta thì cũng không có ngày tháng tốt để sống đâu. Tên cổ tặc không có mắt như ngươi, còn không mang ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi. Cẩn thận. Huynh đệ, Shane.
Thần y, sao lại như thế này? Sao lại như thế này? Hắn là huynh đệ ruột thịt của ta mà. Ta, sao ta lại giết chết huynh đệ ruột thịt của mình rồi? Huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ tốt của huynh, huynh đệ, đệ hãy tỉnh lại đi. Đệ không phải là quỷ thủ thần y sao? Đệ mau nói đi, có cách nào để huynh cứu đệ không? Đại ca, đệ chết không đáng tiếc. Nhưng mà nhìn thấy huynh như vậy, đệ vui mừng lắm. Huynh đang chảy nước mắt vì đệ, chứng tỏ huynh còn là một người có máu, có nước mắt. Đệ xin huynh hãy thả bà ngạo đi đi. Trước tiên đệ đừng nói đến những điều này, mà nói cho huynh biết huynh phải cứu đệ thế nào đi. Hứa với đệ, thả bà ngạo đi đi. Được, đệ nói gì huynh cũng hứa với đệ. Vậy thì tốt. Bây giờ các huynh hãy rút hết đi, tất cả rời khỏi chỗ đệ ngay đi. Nhanh lên. Vậy vẫn còn thương tích của đệ. Huynh biết đệ được gọi là quỷ thủ thần y phải không? Nếu đã là thần y thì biết bệnh nhân như thế nào mới cứu được, như thế nào không cứu được, phải không? Nếu huynh còn xem đệ là đệ đệ của huynh thì hãy rời khỏi đây ngay. Đệ đệ được chính mắt nhìn thấy huynh thả bà ngạo, như vậy đệ mới yên tâm ra đi được. Huynh đã hứa với đệ rồi mà, sao đệ? Đại ca, từ nhỏ huynh đệ ta đã bất hòa rồi. Huynh thích danh lợi, đệ chỉ thích phù dân. Đệ không hiểu tại sao mày lại sinh ra hai huynh đệ ta có tính tình khác biệt nhiều như vậy. Đệ luôn nhận thấy sau khi đệ rời khỏi Thánh Thiên Giáo thì huynh không còn xem đệ là huynh đệ nữa. Nhưng mà nhát kiếm hôm nay, nhát kiếm hôm nay xứng đáng lắm. Thật đó, nhát kiếm này đã làm cho đệ biết, thì ra trong bao nhiêu năm qua trong lòng huynh còn có huynh đệ này. Thật đó, xứng đáng lắm. Sao đệ nói như vậy? Đệ dĩ nhiên là đệ đệ ruột của huynh mà. Huynh tên là Nhậm Thiên Tường, đệ tên là Nhậm Thiên Khoát mà. Đây là tình máu mủ không có cách nào thay đổi được. Huynh đệ, bây giờ hãy hứa với đệ rời khỏi đây đi, cho đệ được thanh tịnh được không? Được. Đi thôi. Nhưng giáo chủ à, ta nói đi thì đi. Thần y, thần y, huynh đệ, huynh đệ tốt của ta, tình này huynh phải trả như thế nào đây? Sĩ chết vì tri kỷ, thất phu thì có đáng tiếc gì nào? Ông đừng nói như vậy nữa. Ông không chết đâu. Ông chỉ gạt tên giáo chủ chó chết đó thôi. Gạt tên giáo chủ chó chết đó đi thôi. Có đúng không nào? Đúng không nào? A đầu ngốc, dìu ta về phòng, ta có chuyện muốn nói với cô. Huynh đệ, huynh đệ, không sao đâu.
Đệ sẽ cố gắng tranh thủ điều chế thuốc đó. Ở trên giấy đã ghi rõ 7749 loại thảo dược đó. Huynh chỉ cần phối đúng tỷ lệ ghi trên đó, phối đúng tỷ lệ chắc là không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà bản thân đệ thì sao? Huynh nên biết đây là toa thuốc duy nhất có thể trị khỏi thất nhật tán đấy. Huynh phải nhanh, nếu không thì ngày mai là ngày thứ sáu rồi. Nếu như thuốc này không thể đưa đến đó trước ngày thứ bảy thì những người đó, tất cả bọn họ đều không sống nổi đâu. Đệ chỉ biết lo cho những người đó thôi. Nhưng bản thân đệ, bạn huynh à, hai ta sống là tri kỷ, lại gần như cùng lúc rời khỏi thánh thiên giáo. Tuy là trong mấy năm qua không có liên hệ với nhau, nhưng mà năm xưa trong mấy lần thi hành nhiệm vụ trong giáo phái, huynh đã nhiều lần liều mạng cứu giúp. Huynh tưởng đệ quên rồi sao? Đừng lo lắng cho đệ nữa, đệ chỉ là một mạng sống thôi. Còn bên đó còn nhiều mạng sống đang đợi toa thuốc này đến cứu đấy. Huynh biết rồi. Sợ sợ, hãy dìu ta về phòng. Được. Cẩn thận nào. Thần y, ông mở mắt lên đi. Ông tỉnh lên đi thần y. Ông đừng dọa tôi. Đừng dọa tôi mà. Cô như vậy giống mẹ cô lắm. Mẹ tôi à? Thật ra cô đã biết từ lâu rồi, đúng không? Trong lúc cô đóng vai mẹ cô, dùng thân phận của mẹ cô nói chuyện với ta, khi muốn ta cố ý trung nhân của cô, chắc là cô đã biết một chút rồi phải không? Thật ra ta muốn kể câu chuyện này cho cô biết từ lâu lắm rồi. Bắt đầu từ hôm ta cứu cô thì đã muốn nói rồi. Mẹ cô. Thần y, thần y, ông đừng nói nhiều như vậy nữa. Ông không phải đã nói có thời gian thì ông sẽ nói cho tôi biết sao? Bây giờ tôi không muốn nghe đâu. Để sau khi ông hoàn toàn khỏe lại mới kể cho tôi biết đi. Đúng rồi, cuốn sách này chính là cuốn sách này rồi. Trong này nhất định là có phương thuốc cứu sống ông mà. Cuốn quỷ thủ chứng giải này nhất định là tâm đắc trong nhiều năm hành y của quỷ thủ thần y như ông mà. Trong đây nhất định có phương thuốc có thể cứu ông. Mà nói cho tôi biết đi. Ông mau nói cho tôi biết đi. Tôi phải đi hốt thuốc ngay. Đừng tìm nữa. Trong cuốn sách này không có ghi chép cách khởi tử hồi sinh đâu. Điều đó là không có khả năng mà. Sao lại không có khả năng? Tôi không tin, tôi không tin. A đầu ngốc à, con người ta sống chết đều có số. Năm đó trong lúc tình cờ ta đã giải cứu cho mẹ cô. Lúc đó mẹ cô đã bị trọng thương, nhưng mà mẹ cô biết ta là người của thánh thiên giáo, không biết tại sao lại nói không thể để cho ta cứu. Thà bị trọng thương mà chết. Còn ta,
Ta nhìn thấy người ta yêu sắp chết trước mặt ta, vậy mà lại phải bó tay. Đây là ý trời đó, không cứu được cô ấy, không cứu được cô ấy. Sau nhiều năm sau, ta lại được nhân duyên hội ngộ, cứu được cô. Ông đừng nói nhiều như vậy nữa. Tôi không muốn ông chết đâu. Lúc đó mẹ cô đã là quan phu nhân của thượng thư phủ rồi. Năm đó cô ấy về nhà thăm người thân. Tuổi của cô chắc là còn nhỏ lắm, cho nên không thấy cùng đi. Kết quả là cô ấy đã gặp phải núi lở. Trời đã an bài ta cứu cô ấy. Trời đã an bài để ta yêu cô ấy. Trời đã an bài để cô ấy phát hiện ta là người của Thánh Thiên Giáo. Trời đã an bài cô ấy bị thương nặng mà không để cho ta chữa trị. Trời đã an bài để cho quỷ thủ thần y này lần đầu tiên không cứu được người. Hơn nữa, người này còn là người ta yêu thích nữa đó. Xưa nay cha tôi không hề nói với tôi về những điều này. Ông ấy chỉ nói mẹ tôi chết trong một vụ tai nạn thôi. Chắc là cha cô cũng không biết câu chuyện này đâu. Cuối cùng mẹ cô đã chết trước mặt ta. Có chết cũng không để ta chạm vào cô ấy, cho dù là bắt mạch cũng không cho. Trong lòng cô ấy đã nhận định ta là một kẻ ác. Chắc là cô ấy đã nhận định tất cả người của Thánh Thiên Giáo đều là kẻ ác rồi. Cô ấy nghĩ như vậy, ta có thể nói gì nào? Đối với một người đàn bà mà cô đã nhất kiến chung tình, nếu cô ta không cho phép thì cô không dám chạm vào người cô ta đâu. Không chạm vào người cô ta thì làm sao trị cho cô ta được. Vì vậy cuối cùng cô ấy phải chết. Nhưng mà đây không phải là lỗi của ông. Cho dù không phải vì ta mà chết, cũng là vì ta không cứu bà ấy mới chết thôi. Sau khi chuyện này xảy ra thì ta đã rời khỏi Thánh Thiên Giáo. Ông đừng ngủ, ông mau dậy đi, mau dậy đi. Ông trời để cho ta cứu cô, coi như để cho ta cơ hội để bù đắp lại. Ta đã thỏa mãn lắm rồi. Sau khi mẹ cô chết thì ta luôn cô đơn buồn bã, gượng sống cho đến bây giờ. Cho đến khi ta cứu cô, trong khoảng thời gian ngắn ngủi được ở gần bên cô, ta mới cảm thấy ta vẫn còn sống. Cho nên hôm đó khi cô giả làm mẹ của cô, muốn ta giúp ý trung nhân của cô, ta nói đây là ý trời. Chính là ý này đó, ý trời. Vì mẹ cô, vì cô, ta nghĩ ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng mà bây giờ có lẽ chỉ còn cách giờ vào cô và bà Ngạo Quýnh Đệ để hoàn thành giùm ta rồi. Đừng mà. Ông mở mắt lên có được không? Ông mở mắt lên đi. Không biết bà Ngạo phối thuốc như thế nào, nhưng mà tuyệt đối đừng làm hư chuyện mới được. Cuốn quỷ thủ chứng giải đó cô hãy giữ bên người đi. Sau này nếu có cơ hội thì hãy dùng nó cứu người, coi như là một ít chuyện phước cho ta ở dưới đất đi. Ông nói gì vậy? Ông đang nói nhảm gì vậy? Ai cho phép ông chết nào? Ông thức dậy đi, thức dậy đi.
Hãy nghe ta nói, tính khí của cô phải sửa đổi rồi. Phi Hồ quả là một người tốt, nhưng mà trong mắt hắn hình như vẫn còn nhớ đến Tuyết Nhi cô nương kia. Nếu như sau này hắn chọn Tuyết Nhi, cô đừng quán trách, cô phải tôn trọng hắn, phải cho hắn được hạnh phúc. Nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, không phải cũng là một điều vui mừng sao? Cô hiểu không? Tôi hiểu rồi. Nhưng mà ông, cuối cùng ta có thể đi tìm mẹ cô rồi. Linh Nhi đang ở trên kia, hình như ta đã nhìn thấy cô ấy rồi. Ông đừng dọa tôi. Ông động đậy đi, thần y ba bá. Ông đừng dọa tôi. Ông tỉnh lại đi. Ông tỉnh lại đi. Ông không được chết. Ông không được chết. Ông không được chết. Thần y ba bá, Phi Hồ, lại một đêm không ngủ rồi hả? Không biết bên phía sơ sở và thần y tiến hành thế nào. Hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi, nếu vẫn chưa trở về, đệ quả thật không dám tưởng tượng. Phi Hồ à, nhưng đệ không thể không ăn không uống như vậy. Đệ tự nghĩ xem, cho dù có trị khỏi cho số bệnh nhân này, nhưng đệ lại ngã bệnh thì không phải như nhau sao? Cảm ơn huynh, đệ còn chịu được mà. Đúng rồi, tình hình của họ bây giờ thế nào? Hôm nay là ngày thứ sáu rồi, bệnh nhân bắt đầu nóng nảy, làm cho bản thân không còn sức lực gì cả. Sau đó sức lực trên khắp cơ thể sẽ cạn kiệt. Cái gì? Bây giờ đã có một số người bắt đầu bộc phát, chẳng hạn như Liễu Nguyên Tông, Liễu đại nhân. Điều này không được đâu. Mà hôm trước họ không ăn không uống, làm gì còn sức lực để cạn kiệt? Đây không phải là tăng tốc độ tử vong của họ lên sao? Điều này không được, để phải đi xem thử. Phi Hồ, để nghỉ ngơi một lát đi. Đệ tỷ và Dương đệ ca xử lý được rồi, bọn tỷ đã trói họ lại rồi, tạm thời không để cho họ hao tổn thể lực đâu. Hy vọng chịu được giờ nào hay giờ nấy. May là trong lúc này còn hai người bên cạnh đệ, nếu không đệ không biết ứng phó có nổi hay không nữa. Lần này thì đệ có thể yên tâm đi nghỉ ngơi rồi chứ. Thôi đi, đệ sẽ ở lại đây, để hy vọng có thể nhìn thấy họ mang thuốc giải về. Đừng như vậy mà, đừng như vậy. Ta xin hai người, thể lực trên người hai người không còn lại bao nhiêu đâu. Đừng như vậy mà, coi như vì ta đi, hai người phải sống cho tốt được không? Đừng vậy mà, đừng vậy mà. Ông trời ơi, cho dù đoạn gian này có làm hàng ngàn chuyện sai trái, nếu muốn trừng phạt, hãy trừng phạt một mình con đi. Đừng để cho hai mẹ con họ phải chịu khổ như vậy nữa, được không? Con xin ông đó, con xin ông đó, để cho hai mẹ con họ hồi phục như lúc ban đầu đi. Xin ông đó. Lý cô nương, Phi Hồ đại ca, đúng là bọn huynh rồi. Lý cô nương, tại sao cô muội trở về Mã gia trại sau khi thu xếp xong việc nhà thì đến đây gặp mọi người? Không ngờ nhanh như vậy đã đuổi kịp rồi. Tính theo hành trình, không phải nên đến một nơi xa hơn được sao? Tại sao mọi người còn đây vậy? Nói ra dài dòng lắm, trên đường đi chuyện không ngừng xảy ra. Hơn nữa, bây giờ còn có rất nhiều phạm nhân trúng phải một loại độc tên là thất nhật tán. Bọn tỷ đang đợi thuốc giải đó. Trúng độc à? Vậy thì cha của muội,
Lý Ngọc cô nương. Cha. Cha. Ngọc Nhi. Cha. Cha sao rồi? Trúng độc gì vậy? Ngọc Nhi, cha trúng độc như thế nào? Cha trúng độc vào lúc nào? Cha. Tại sao con vừa mới đi một thời gian thì cha đã bị trúng độc vậy? Ai hạ độc? Con sẽ tìm hắn trả thù. Ngọc Nhi, con thấy không? Con luôn miệng nói như vậy, cha làm gì có cơ hội trả lời con nào? Con nhìn lại cha đi. Nhìn lại cha đi. Không phải khỏe lắm sao? Bộ xương già của cha con muốn bệnh cũng không phải dễ đâu. Nhưng mà Phi Hồ Đại Ca nói có rất nhiều người đã trúng thất nhật tán rồi mà. Trước đây không lâu, mọi người nóng lòng lên đường, thêm vào đó không hợp thủy thổ, có một số người đã nhiễm chướng khí rất nghiêm trọng, cũng không có cách chữa trị tốt nào cả. Nghe nói chỉ có quỷ thủ thần y mới trị được loại bệnh này, nhưng mà chúng ta lại mắc bẫy của một tên thần y giả, bị hắn gạt rồi. Sau đó số bệnh nhân này lại trúng loại độc nặng hơn. Cha không sao thật chứ? Dĩ nhiên là không sao rồi. Không sao thì tốt. Không sao thì tốt. Không sao thì tốt rồi. Ngọc Nhi, coi con kìa. Sao con khóc đến như vậy? Cha không sao mà. Nếu cha có chuyện thì không phải con sẽ khóc đến ngất xỉu sao? Không cho phép cha nói lời không may này đâu. Thả ta ra. Thả ta ra. Đây là bệnh nhân trúng thất nhật tán đó. Đã trúng độc mà còn trói người ta lại, sao vô nhân đạo quá. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, không được đâu. Nhiều quá. Xảy ra chuyện gì vậy? Tránh ra đi. Lý cô nương, mau đứng dậy. Ngọc Nhi, Lý cô nương, cô không sao chứ? Không sao. Đây là triệu chứng trong ngày thứ sáu của thất nhật tán. Nóng nảy đó. Cho đến khi sức lực cạn kiệt, số bệnh nhân này tinh thần không được tỉnh táo, thời gian điểm nguyệt lại không thể quá dài, để tránh ảnh hưởng đến vận hành khí huyết của họ. Cho nên ta chỉ còn cách trói họ lại thôi, để tránh cho họ hao tổn thể lực quá độ đấy. Vậy thì Như Qua là ai vậy? Đó là người yêu có duyên không phận của hắn. Một khi con người ta đi đến mức độ không tỉnh táo, điều đầu óc đang nghĩ, trong lòng đang cần, chính là một người quan trọng nhất đó. Đáng thương thật. Yêu đến sâu đậm như vậy. Tuyết Nhi, mụ đừng như vậy. Mụ đừng như vậy có được không? Quỳnh xin mụ đó. Mụ đừng ngược đãi bản thân nữa được không? Tuyết Nhi, mụ đừng vậy mà. Mụ đừng dày dò bản thân như vậy nữa. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, đại sư huynh nhìn thấy mụ như vậy đau lòng lắm. Tuyết Nhi, huynh xin mụ đó. Mụ làm vậy tức là đưa bản thân mình vào con đường chết đó. Hứa với đại sư huynh đừng vậy nữa. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, mụ nghe lời đi. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, mụ đừng như vậy mà. Đại sư huynh nhìn thấy đau lòng lắm. Tuyết Nhi, mụ đừng như vậy. Hảo huynh đệ, huynh đã điều chế xong thuốc giải rồi. Lát nữa thì huynh sẽ đi ngựa nhanh để đưa thuốc giải về ngay. Nếu ở dưới đất đệ của Linh Thiên, đệ nhất định phải phù hộ huynh thuận lợi trị khỏi bệnh cho bệnh nhân đó. Cô sao vậy? Không sao cả. Tôi đang nghĩ, thì ra trên đời này quả thật có người yêu đến sâu đậm như vậy. Yêu đến quên cả bản thân, yêu đến hy sinh cả bản thân. Thì ra tình yêu còn có mặt này nữa. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta mau trở về chuẩn bị một lát đi. Xuất phát ngay nha. Tôi còn muốn nói vài câu với thần y Ba Bá. Cũng được. Vậy thì đến ta về phòng luyện đơn, chuẩn bị mọi thứ trước. Lát nữa cô hãy đến gặp ta, chúng ta sẽ xuất phát ngay.
Có lẽ mọi việc quả là ý trời rồi. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta mau xuất phát đi. Ông có chuyện gì không? Phi Hồ không có ở đây, tứ đại cao thủ cũng không có ở đây, một mình tôi cũng không thể đánh lại ông. Đây là cơ hội tốt nhất để bỏ trốn đấy. Nếu ta quả thật muốn bỏ trốn, cô cũng biết rồi đó, không ai có cách ngăn cản ta đâu. Thế giới này rộng lớn như vậy, nhưng mà thật ra không có nơi nào để cho ta dung thân. Không biết chuyện như thế nào nữa. Trong những ngày qua, ta đi theo đại đội như vậy, lại sản sinh ra một loại cảm giác mới. Nơi đó như là nơi tá túc rồi. Nói ra cũng là thật. Bây giờ ta quả thật rất muốn trở về nếu có thể giam cầm và áp giải ta đó. Cô nói có hẹn không nào? Được, vậy thì chúng ta đi thôi. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại thì sự sống chết của cá nhân đệ không quan trọng đâu. Đệ chỉ sợ phụ lòng mong mỏi và nhận nghề của thượng thư đại nhân đối với đệ, liên lụy đến mọi người. Phi Hồ, đừng nói những lời chán nản này. Sự việc vẫn chưa đến bước không thể giải quyết mà. Hơn nữa, bây giờ ngày thứ bảy vừa mới bắt đầu thôi. Huynh nghĩ hôm nay đại thiếu thư họ nhất định sẽ về mà. Nếu không về thì sao? Phi Hồ, bất kể nhiệm vụ lần này có thành công hay không thì cũng hài lòng lắm. Nhưng có thể cùng đi với đệ và mọi người, cổ Từ Âm không uổng kiếp này rồi. Từ Âm, được quen biết với nam nhi có nhiệt huyết như mọi người, lại được cùng sống chết với mọi người, tỷ nghĩ nếu Nguyên ca ca của Linh Thiên cũng sẽ tự hào về tỷ đó. Nói hay lắm. Thực ra bọn tỷ đều biết mà. Từ lúc mới bắt đầu, đệ không hề suy nghĩ nhiều, chỉ muốn làm nên sự nghiệp thôi. Nhưng mà đệ phát hiện bây giờ lý do này không còn quan trọng nữa. Ngược lại, đệ còn có một loại cảm giác sứ mạng khác, đó chính là muốn chăm sóc tốt cho mỗi một người, hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách bình an thuận lợi. Phi Hồ, đệ có thể nghĩ như vậy thì hay lắm rồi. Trước đây khi còn ở thượng thư phủ, thì còn tưởng đệ là một tên tiểu tử ngốc không biết trời cao đất dày. Bây giờ xem lại, quả thật đệ đã thay đổi rồi. Đệ đã trở thành một người có thể đảm đương công việc một mình. Phi Hồ. Phi Hồ.